Viên rất là xuất sắc, một ca sĩ rất là nổi tiếng và anh ấy đang có mặt tại sân khấu của chúng ta Giọng Hát Việt 2015. Xin được giới thiệu Taylor John Williams. Okay, let's say something to audience. Taylor John Williams là một người Mỹ gốc Việt và lúc này đây thì Mỹ Linh sẽ cùng có một phần trò chuyện nhỏ cùng với Taylor. Hi Taylor, we are really glad to have you here on our show and you are going to start the night in a very nice way. But first, can you tell us something, because we know your grandma is a Vietnamese. So does she tell you a lot of things about Vietnam? Yes, my grandmother loves Vietnam. It's her quê hương. She's very passionate about this country, and I'm very happy to be here. Các bạn thân mến, Taylor nói rằng là bà anh ấy cũng là một người Việt Nam và khi nhắc về Việt Nam nghĩa là nhắc về quê hương và anh cảm thấy rất là hạnh phúc khi có mặt tại đây. Can you speak some Vietnamese to the audience here? Tôi yêu Việt Nam. Yeah. Quê hương. Chúng tôi yêu Taylor. We love you, Taylor. And during the time here, you have met some Vietnamese people, Vietnamese singer, and you had already go to some sightseeing. So which part is most impressive to you? I was very impressed by the pagoda. Very, very peaceful, very beautiful place to experience, and I enjoyed it very much. Taylor có nói rằng là anh cảm nhận về đất nước của chúng ta rất là bình yên và rất là đẹp và anh ấy đã tận hưởng quãng thời gian ở đây rất là nhiều. Okay, the last question, the very important one. You have worked with our contestants. So among them, which has impressed you the most and which do you think that will win this season? I think that they're all very impressive. I love all the contestants. I think Tony has a very, very impressed me a lot, but they all have something special. Taylor chia sẻ rằng khi mà làm việc với các thí sinh thì mỗi người được ấn tượng theo một cách rất là riêng, nhưng mà đối với anh ấy thì Tony là một người mà đang gây cho Taylor một cái sự rất là hứng thú và anh hy vọng rằng Tony sẽ làm nên một điều gì đó. Can you say something to the contestant? Chúc các bạn hát hay. Còn bây giờ là phần trình diễn của John Taylor Williams. Xin mời. Never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song is like OT. Grey goose tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, dress in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. Crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. We'll never be royals. It's running our blood. The kind of luck's the same for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can come and quit me. Baby, you rule. Let me live that fantasy. Friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with it. We didn't come from money, but every song is like OT. Bagels tripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dream. Crystal Maybach, diamonds on your time. Jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. We'll never be royals. It's one in our blood. The kind of luck's to save for us. We crave a different kind of purpose. Let me be your ruler. You can have it with me. Baby,
fantasy. Oh, 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 we're bigger than we ever dreamed, and I'm in love with being queen. Oh, 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 life is game without a care. We all caught up in a love affair. Oh, we're bigger than we ever dreamed, and we'll never be royals. It's only in our blood, the kind of rocks to sacrifice. We crave a different kind of vibe. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, baby, I'll rule. Oh, let me live that fantasy. Taylor, for your performance, thank you so much to be here. Thank you. Thưa quý vị, vừa rồi đã là sự mở đầu của khách mời của chúng tôi đến từ The Voice phiên bản Mỹ. Và trong đêm ngày hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt được chứng kiến các thí sinh có những sự thể hiện riêng của mình. Và